thị trường năng lượng ở châu Âu thêm trục trặc, Mỹ đã đạt được mục đích thay thế thị trường khí đốt Nga. Các bạn thân mến, nỗ lực ổn định thị trường năng lượng ở châu Âu lại có thêm trục trặc khi nước Ý ghi tên mình vào danh sách các quốc gia tiếp theo không được Nga cung cấp khí đốt, chính phủ thủ tướng Mario Draghi sụp đổ dường như chưa chấm dứt chuỗi bất ổn ở đất nước này khi dòng người tị nạn vẫn ung ùn kéo xuống đường và chính phủ mới không được lòng quan chức liên minh châu Âu EU. Thế nhưng đây quá ra lại là tin vui đối với Mỹ khi Washington xem tổn thất của châu Âu như cơ hội để dọn đường bán thêm khí hóa lỏng với giá cao ngất ngưỡng. Điều này đồng nghĩa với việc các ông trùm khí đốt và dầu mỏ của Mỹ sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng mới. Nga hay EU ai thiệt hại hơn thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không ai ngư ông đắc lợi bằng Hoa Kỳ. Hãng tin The Moscow Times ngày 1 tháng 10 cho biết công ty dầu khí Nga Gazprom ngừng giao khí đốt cho tập đoàn năng lượng Ý Eni với lý do vấn đề dẫn chuyển tay áo. Eni đưa ra tuyên bố như sau, Gazprom nói với chúng tôi rằng họ không thể xác nhận được việc cung cấp lượng khí đốt được yêu cầu của ngày hôm nay do không khí dẫn chuyển qua áo. Kết quả là không có khí đốt Nga giao cho Eni qua trạm tiếp nhận Taviso. Phía Gazprom sau đó ra thông báo hoạt động vận chuyển qua Áo bị đình chỉ do đối tác Áo từ chối xác nhận phương án chuyển tiếp khí đốt sang Ý. Liên quan đến quy định quản lý khí đốt mới bắt đầu có hiệu lực từ hồi cuối tháng 9, Công ty dầu khí nga đang làm việc cùng bên mua ở ý để tìm cách giải quyết hầu hết khí đốt nga chuyển từ ý bằng hệ thống thông qua lãnh thổ ukraine vào đường ống khí đốt xuyên qua áo đến trạm taviso. Trước lúc cuộc chiến tại ukraine nổ ra, khí đốt nhập khẩu chiếm 95% lượng khí đốt tiêu thụ tại ý, trong đó nga nắm giữ 45%. Tuy nhiên tỷ trọng khí đốt từ nga trong nhập khẩu năng lượng của italy đã giảm từ 45% xuống còn 18%. Rome dự kiến đối phó với sự thiếu hụt năng lượng vào mùa đông bằng các nguồn nguyên liệu thay thế. Nước Ý trong cơn bất ổn sau khi chính phủ Thủ tướng Mario Draghi sụp đổ. Người dân liên tục biểu tình phản đối chương trình nghị sự của giới cầm quyền khiến cuộc sống trở nên đắt đỏ hơn. Họ tiếp tục nhận được tin dữ là cai nghiện khí đốt Nga. Phương Tây còn đang lo ngại chính phủ mới của bà Meloni sẽ có xu hướng thân thiện với Nga hơn, cho nên động thái cứng rắn của ông Putin có thể sẽ khiến Ý phải suy nghĩ lại về lập trường của mình. Đó là vấn đề nan giải chung của EU cũng như NATO. Thế nhưng lại có những quốc gia hưởng lợi lớn từ việc này. Chúng ta biết rằng, kể từ khi hơn 100 năm trước, Hoa Kỳ vốn là một đất nước cách xa tích tắp đã làm giàu cho chính mình bằng cách lợi dụng các cuộc chiến tranh ở châu Âu. Châu Âu đang tự hút chính máu của mình để bơm cho Mỹ. Trong bối cảnh các đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ nặng do phá hoại, hàng loạt quốc gia bị các khí đốt, chính quyền tổng thống Joe Biden coi đó là cơ hội lớn để Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt quá lỏng hàng đầu cho châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 9 thừa nhận, ông xem vụ phá hoại các đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc như một cơ hội vô cùng lớn để các nước thành viên Liên minh châu Âu xóa bỏ năng lượng của Nga. Trong nhiều năm, Washington cố gắng thuyết phục với lãnh đạo EU đội khí đốt Nga lấy khí quá lỏng của Mỹ và sự cố vừa rồi như đã được định đoạt từ trước nhằm chuyển hướng dòng chảy năng lượng của châu Âu. Phát biểu với báo giới ở Washington, ông Blinken khoe rằng Mỹ hiện nay là nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu cho châu Âu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin quy trách nhiệm về các vụ nổ trên hệ thống đường ống khí đốt cho Liên minh Mỹ và Anh. Ông Putin khẳng định như sau, mọi người ai cũng rõ người hưởng lợi từ sự cố này, ai hưởng lợi thì chính người đó gây ra sự cố. Hiện nay Mỹ đã được dọn đường để bán thêm khí hóa lỏng giá cao cho châu Âu. Bản thân các nhà xuất khẩu Mỹ cũng cảnh báo trong suốt mùa hè vừa qua là họ sẽ không có khả năng xuất khẩu đủ khí đốt đáp ứng nhu cầu của châu Âu. Tuyên bố này không khác gì đẩy giá lên cao như kiểu chúng tôi có ít nên chúng tôi phải bán giá đắt, anh mua hay không mua thì thôi bởi anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc cung cấp nhiên liệu cho châu Âu, trưởng Mỹ Blinken còn nói họ làm việc với giới chức châu Âu để tìm kiếm cách thức giảm cầu và thúc đẩy việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo. Đây là cơ hội cực lớn để loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và lấy đi của ông Putin khả năng vũ khí khóa năng lượng, dùng làm công cụ thúc đẩy các mục tiêu chính trị của ông ấy. Mỹ đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng với cái giá là châu Âu phải trả phí cao hơn khí tự nhiên của Mỹ để khí quá, vận chuyển và quá lỏng đắt hơn nhiều so với khí đốt vận chuyển qua đường ống nhập khẩu thông thường. Vấn đề đối với châu Âu không phải là chịu lạnh cho mùa đông vì họ sẽ có nguồn cung thay thế, mà điều đáng quan ngại là nền sản xuất của họ sẽ bị bóp nghẹt một cách từ từ vì giá nhiên liệu quá cao. Châu Âu và Nga đã làm giàu cho Mỹ, người hưởng lợi từ bán nhiên liệu giá cao. Giờ đây, chính quyền ông Biden đang cố gắng để trì quản bất kỳ cuộc suy si thoái nào có thể xảy ra ở Washington bằng cách biến thị trường không nằm trong tầm kiểm soát của mình trở thành một khu vực mình có thể kiểm soát. Vào ngày 30 tháng 9, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga là Gazprom tuyên bố mức độ nghiêm trọng của hư hại xảy ra với các đường ống đi ngầm dưới biển, đồng nghĩa với việc khối EU bị tước bỏ vô thời hạn khí đốt Nga đi qua tuyến này. Như vậy, giá năng lượng tăng chóng mặt trên khắp châu Âu, Đức đang đối mặt với triển vọng u ám phi công nghiệp quá. Tại quốc gia này, người biểu tình đã xuống đường để yêu cầu mở lại đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc ngay trước khi xảy ra các vụ nổ gây rò rỉ. Ngoài ra, người dân châu Âu gần củi để sưởi ấm nhà trong mùa đông. Các bức ảnh do quân đội đang mạch chụp cho thấy những khối bong bóng lớn sủi lên bề mặt biển Bentit. Còn diện địa chấn học của Thủy Điển ghi nhận các vụ nổ là dưới mặt biển. Cả Nga và Tây Âu đều quan ngại vụ rò rỉ mới đây khiến khí đốt trồi lên mặt biển. Sự cố trong bối cảnh Nga cắt giảm cung cấp khí đốt cho châu Âu sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga để phản đối việc họ đưa quân vào quốc gia láng giềng. Ngoài chi phí cao hơn, việc khó tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đường ống dẫn khí đốt của Nga cũng đã buộc nước Ý phải đảo ngược quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Cụ thể, để đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng có thể xảy ra trong mùa đông này, Bộ Chuyển đổi Sinh thái Italy đã đề xuất tăng cường sản xuất điện từ nhiên liệu không phải khí đốt tự nhiên. Trong nửa đầu năm 2022, khi giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, Italy đã tăng đáng kể nhập khẩu than và dầu thô để sản xuất điện. Tất nhiên, đây không phải là giải pháp bình dưỡng cho lâu dài. Liên minh châu Âu từng lên án châu Phi về sử dụng than và giờ họ nhập khẩu nhiều hơn. Xung đột Ukraine và lệnh cấm cung cấp từ Nga đã dẫn đến việc EU tăng mua than ở Nam Phi 8 lần trong vòng 6 tháng qua, đồng thời có kế hoạch nhập khẩu khí đốt tự nhiên quá lỏng từ 14 quốc gia châu Phi. Cách đây chưa đầy một năm, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow được tổ chức. Tại đó, nhiều nước tài trợ đã tuyên bố ngừng hỗ trợ các dự án dầu khí ở châu Phi và cuối năm 2022. Do đó gây nguy hiểm cho việc khai thác khối lượng lớn khí đốt. Chúng ta thấy rằng các biện pháp trừng phạt Nga cho đến nay vẫn chưa có tác dụng. 7 tháng trôi qua, dù còn muốn thừa nhận hay không, thì nền kinh tế Nga không suy yếu như phương Tây mong đợi. Thay vào đó, người chịu ảnh hưởng nhất là châu Âu, đặc biệt là Italy và Đức. Các bạn thân mến, châu Âu đã phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ bên ngoài từ thế kỷ 19 và châu lục này đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán năng lượng. Than đá từng đóng vai trò quan trọng cho sự trỗi dậy của Tây Âu. Nếu không có quá trình công nghiệp quá sử dụng than đá, nước Anh sẽ không bao giờ trở thành cường quốc kinh tế trong thế kỷ 19. Nhưng khi dầu mỏ khi đốt bắt đầu phổ biến và nửa sau thế kỷ 19, Tây Âu phải đối mặt với tương lai địa chính trị tương đối khắc nghiệt. Các nước châu Âu lúc đó không có nhiều dầu khí ngoại trừ Romania và Glacia ở Áo, Hungary giờ là một phần của Ukraine. Khi ấy, Trung Đông trở thành trung tâm cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc châu Âu trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng trong và sau khi cuộc chiến kết thúc, sự hiện diện của Anh và Pháp ở Trung Đông không giúp khắc phục tình trạng thiếu năng lượng chung và dài hạn. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, Anh và Pháp một lần nữa phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu dầu từ Mỹ. Cơn khát dầu khí cũng được coi là một trong những lý do khiến Đức mở chiến dịch xâm lược Liên Xô trong thời kỳ này. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước Tây Âu quay sang hợp tác năng lượng với Liên Xô, đồng thời chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân. Dầu mỏ từ Liên Xô mang tới cơ hội đa dạng quá nguồn cung cho châu Âu, đồng thời khí đốt dần trở thành nguồn năng lượng quá thạch quan trọng với họ. Sau khi Liên Xô tan trả, các công ty năng lượng châu Âu vẫn hợp tác chặt chẽ với tập đoàn khí đốt Gazprom của Liên bang Nga. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trở nên hấp dẫn hơn là phụ thuộc vào Trung Đông. Tuy nhiên, vì các đường ống dẫn khí của Nga chạy qua các quốc gia độc lập ở biên giới phía Tây, chủ yếu là Ukraine, an ninh năng lượng của châu Âu xuất hiện những lỗ hỏng mới. Nga sau đó quyết định xây dựng thêm đường ống qua eo biển Baltic để tránh phụ thuộc giao tuyến ống dẫn của Ukraine. Đức ủng hộ xây dựng đường ống dòng chảy phương Bắc đầu tiên dưới biển Baltic từ Vibor của Nga tới một cảng công nghiệp gần Gatesworld của Đức. Sau khi đi vào hoạt động từ năm 2011, Nord Stream 1 đã làm giảm doanh thu từ từ trung chuyển khí đốt của Ukraine, đồng thời khiến nhiều nước châu Âu không còn nhiều động lực hỗ trợ Kiev trong các cuộc tranh chấp năng lượng. Trong suốt 16 năm cầm quyền, Thủ tướng Đức Angela Merkel không thấy lý do phải từ bỏ nguồn khí đốt giá rẻ dồi dào của Nga. Thị trường năng lượng châu Âu trở thành nơi cạnh tranh gay gắt giữa tập đoàn Gazprom và các công ty khí đốt của Mỹ. Nhưng chiến dịch quân sự mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở Ukraine đã khiến Đức và nhiều nước châu Âu tỉnh mộng về nguồn cung khí đốt khi Moscow bị cáo buộc biến năng lượng thành vũ khí để đối phó với sức ép trừng phạt của phương Tây. Những quyết định cắt giảm nguồn cung khí đốt mà Moscow đưa ra càng cho thấy rõ lỗ hổng lớn trong hệ thống an ninh năng lượng của châu Âu. Cách duy nhất để các nước châu Âu thoát phụ thuộc khí đốt Nga là xem xét lại các vấn đề mà họ từng đối mặt trong suốt nửa đầu thế kỷ 21. Họ có thể tìm kiếm nguồn cung dầu khí từ Mỹ và Qatar hoặc Iran nếu có thể thuyết phục Washington từ bỏ các lệnh trừng phạt với quốc gia này. Tuy nhiên nguồn cung từ Mỹ khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của châu Âu, trong khi chi phí vận chuyển đội lên rất nhiều. Các nguồn xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt khác đều đã hoạt động hết công suất, khó có thể bù đắp cho thiếu hụt từ Nga. Khi nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu bị cắt giảm và nhu cầu năng lượng châu Á gia tăng, châu Âu đối mặt với sự lựa chọn trung hạn cho an ninh năng lượng là xây dựng mới các lò phản ứng hạt nhân hoặc tiếp tục đốt than, loại nhiên liệu gây ô nhiễm hàng đầu nhưng những lựa chọn này đều không mang đến giải pháp hoàn hảo cho vấn đề năng lượng của châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu năm nay hứa hẹn tái sinh ngành công nghiệp hạt nhân của Pháp, tuy nhiên tham vọng đã không thành hiện thực khi một nửa số lò phản ứng hạt nhân đã tạm dừng hoạt động để bảo trì trong những tháng qua. Đợt nắng nóng nghiêm trọng hồi đầu tháng 7 cũng gây khó khăn cho việc xả nước làm mát từ các lò phản ứng hạt nhân. Việc phát triển các dự án hạt nhân cũng kéo theo sự phụ thuộc mới vào Washington khi Pháp phải nhập khẩu công nghệ và nguồn uranium làm giàu từ Mỹ. Thực tế này khiến cho châu Âu vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán năng lượng của mình khi không thể từ bỏ mọi hoạt động nhập khẩu năng lượng của Nga do nguồn cung từ các nơi khác rất hạn chế. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông tin sớm nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo